Ngày 9 tháng 12, Thánh Gioan Diego, sinh năm 1474, mất năm 1548. Lúc đầu người ta gọi ngài là con đại bàng cất tiếng. Tên Gioan Diego thì mãi mãi đi liền với Đức Mẹ Guadalupe, vì chính ngài là người được Đức Mẹ hiện ra ở đồi Tiberiac lần đầu tiên vào ngày 9 tháng 12 năm 1531. Ông là một thổ dân nghèo hèn, 57 tuổi, góa vợ, tên thật là Guatila Joaquin, và sau khi rửa tội có tên là Gioan Diego. Vào buổi sáng thứ Bảy 9 tháng 12 năm 1531, ông đến nhà nguyện gần đó để tham dự lễ kính Đức Mẹ. Khi đang đi trên ngọn đồi gọi là Tiberiac, thì ông nghe có tiếng nhạc du dương như tiếng chim hót. Sau đó một đám mây sáng chói xuất hiện. Đứng trên đám mây là một trinh nữ người thổ dân mặc y phục như công chúa của bộ lạc Azak. Trinh nữ nói chuyện với ông bằng tiếng bản xứ và sai ông đi đến với Đức Giám mục của Mexico là một tu sĩ dòng Francisco tên Gioan de Zumarraga và yêu cầu Đức Giám mục xây cất một nguyện đường nơi trinh nữ hiện ra. Dĩ nhiên vị giám mục không tin và bảo Gioan Diego xin trinh nữ cho một dấu chỉ. Trong thời gian này, người chú của ông bị bệnh nặng. Điều đó khiến ông cố tránh né không muốn gặp trinh nữ. Tuy nhiên đức trinh nữ tìm ông đảm bảo với ông là người chú sẽ khỏi bệnh và bảo ông hái các bông hồng quanh đó để làm bằng chứng với vị giám mục. Lúc ấy là mùa đông thì không thể có bông hoa nào mọc được. Nhưng lạ lùng thay, gần chỗ trinh nữ hiện ra lại đầy rẫy những hoa hồng tuyệt đẹp. Và ông đã dùng chiếc áo tơi của mình để bọc lấy các bông hồng đem cho vị giám mục. Trước sự hiện diện của Đức Giám mục, ông Gioan Diego mở áo tơi ra và bông hồng đổ xuống tràn ngập khiến vị giám mục phải quỳ gối trước dấu chỉ lạ lùng ấy. Lạ lùng hơn, trên chiếc áo tơi có in hình Đức Trinh Nữ như ngài đã hiện ra với ông ở đồi Tiberiac. Đó là ngày 12 tháng 12 năm 1531. Sau đó người ta không đề cập gì nhiều đến Gioan Diego. Có lúc ông sống gần một ngôi đền được dựng ở Tiberiac, được mọi người kính trọng như một giáo lý viên thánh thiện, vô vị lợi và đầy lòng nhân ái, qua lời nói cũng như gương mẫu. Ông Gioan Diego qua đời vì già yếu bệnh tật ngày 30 tháng 5 năm 1548 tại Guadalupe, Mexico. Gioan Diego được Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị tôn phong chân phước tại Vatican ngày 9 tháng 4 năm 1990 trong chuyến tung du đến Mễ Tây Cơ ngày 6 tháng 5 năm 1990. Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị đã xác nhận lại một nghi thức có từ lâu đời nhằm vinh danh Gioan Diego qua việc phong chân phước cho ông. Ngài được nâng lên bậc hiển thánh ngày 31 tháng 7 năm 2002 trong một buổi lễ được tổ chức long trọng tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe, Mexico với khoảng 4,3 triệu người tham dự. Trong bài giảng lễ tuyên phong chân phước, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói, cũng như các nhân vật trong phúc âm xưa đại diện chung cho mọi dân tộc, chúng ta cũng có thể nói rằng Gioan Diego đại diện cho những người thổ dân đã chấp nhận tin mừng của Đức Giêsu nhờ sự trợ giúp của mẹ Maria, là người luôn luôn sát cánh với hành động của con mẹ và sự phát triển của giáo hội như khi ngài hiện diện với các tông đồ trong ngày hiện xuống.